kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Kênh Tin Mới TV xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin mới nhất trong nước và quốc tế. Liên tiếp những thông tin đụng độ tại biên giới Trung Triều, chúng tôi cũng vừa nhận được những tin tức nóng hổi từ biên giới Việt Nam và Campuchia trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, được biết trong vài năm trở lại đây, những căng thẳng, xung đột giữa biên giới Việt Nam và Campuchia đang ngày càng đẩy lên đến mức cao trào. Cùng với sự quan hệ thân thiết giữa Campuchia và Bắc Kinh, người ta cũng chứng kiến những lần lên ngôi trong quân sự Campuchia. Từ việc thực hiện hàng loạt các động thái gây hấn dọc khu vực các tỉnh từ Long An cho đến Kiên Giang của Việt Nam, đất nước Campuchia ngày nay nhận được sự hậu thuẫn lớn của Trung Quốc, cho nên họ ra sức thực hiện hàng loạt các động thái khiêu khích quân sự Việt Nam mạnh hơn Campuchia gấp nhiều lần những lần trước đó. Trong một diễn biến có liên quan kể từ năm 2015 cho đến năm 2019, đất nước Campuchia chứng kiến sự leo thang căng thẳng do phe đối lập. Cụ thể là ông Kem Sokha và ông Samja Insi chính là những người đã sử dụng chiêu bài chống Việt Nam nhờ vào một cách để thu hút những lá phiếu của cử tri Campuchia nhằm hạ bệ nhà lãnh đạo Campuchia là ông Hun Sen. Thế nhưng, vào tháng 5 năm 2018, ông Hun Sen đã phế truất Samja Insi tuyên án đối với Kem Sokha thì việc chống Việt Nam trở nên quên lãng. Thế nhưng, từ năm 2019 cho đến năm 2020, tình hình đang ngày càng trở nên gay gắt trở lại, không phải được kích động bởi các nhóm đối lập cực đoan mà được kích động bởi chính các thành phần lãnh đạo đương nhiệm của Campuchia, trong đó có nhà lãnh đạo Hun Sen. Một số thông tin tình báo từ phía người dân địa phương khu vực biên giới Tây Nam hồi tháng 4 năm 2020 cho hay rằng, cùng thời điểm Trung Quốc gây hấn trên khu vực Tư Chính, Campuchia đã cử một lực lượng lớn bè kích tấn công vào các khu đồn dọc cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh của Việt Nam. Kết quả là Việt Nam phải đóng biên cửa khẩu biên giới suốt khoảng 4 tháng trời, cửa khẩu mới mở được gần đây. Thế nhưng tình hình lại trở nên căng thẳng trở lại khi Trung Quốc ra sức thúc ép của Campuchia tiến hành hàng loạt các cuộc chiến tranh phá rối dọc khu vực biên giới Tây Nam. Một số thông tin cho hay rằng, vào trưa nay, nhiều đoàn lính biệt kích của Campuchia đã tấn công vượt qua khu vực biên giới nhằm vào một số đơn vị ở An Giang, Việt Nam. Cụ thể, tiến trình này đã khiến cho người dân địa phương vô cùng hoảng hốt và lo sợ. Quân khu 7 đã được lệnh chuẩn bị phản công. Trong đó nhiều nguồn tin cho hay rằng họ đã nhìn thấy lực lượng quân sự của quân đoàn 4 đóng tại khu vực Dĩ An, Bình Dương của Việt Nam lần lượt di chuyển hành quân. Trên mạng xã hội vẫn còn chụp một số bức ảnh cho thấy quân đoàn 4 đang huy động một lực lượng lớn quân sự tiến ra khu vực biên giới phía Tây Nam. Chắc chắn sẽ có những đụng độ trong thời gian ngắn tới đây nếu như lực lượng quân sự của Campuchia không chịu rút đi. Trong vài năm gần đây, tại bối cảnh quan hệ giữa Campuchia và Bắc Kinh càng trở nên chặt chẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự, giới quan sát không tránh khỏi gắn liền căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Việt Nam, vừa nổi lên với tình hình Biển Đông, nơi Trung Quốc đang muốn yên ổn, bồi đắp xây đảo nhân tạo bị tình nghi là được dùng làm những tiền đồn để áp đặt quyền kiểm soát của Bắc Kinh trên toàn bộ khu vực. Vào lúc Việt Nam đang phải tập trung suy nghĩ về đối sách chống lại tham vọng lãnh thổ bành trướng ngày càng rõ nét của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông, muốn nút chọn các đảo, Việt Nam tuyên bố chủ quyền trong vài tháng gần đây, một mặt trận mới được mở ra vùng biển Tây Nam của Việt Nam, Campuchia khởi động trở lại các vấn đề biên giới giữa hai nước, vốn chưa được giải quyết dứt điểm trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Campuchia và Bắc Kinh ngày càng thêm chặt chẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Nhiều nhà quan sát đã không tránh khỏi gắn liền động thái của với tình hình Biển Đông. Căng thẳng bùng lên vào ngày 28 tháng 4 khi hàng trăm người Campuchia, trong đó có một số dòng của Đảng Cứu Quốc gia nhập phe đối lập tiến sâu vào khu vực cột mốc 203 của Việt Nam thuộc tỉnh Long An. Những người này đã tấn công người dân Việt Nam làm một số người bị trọng thương. Phe đối lập Campuchia đã tố cáo là kích động vụ việc gây nên tình trạng căng thẳng với Việt Nam. Nhất là khi lãnh đạo của đảng đối lập là Samja Insi khẳng định rằng trong vụ đó, phía Campuchia không hề sai, trong lúc phía Việt Nam là bên cướp đất.
và không đầy một tháng sau 2.500 người cầm búa quay trở lại khuấy động khu vực cột mốc 203 để kích động hiềm khích giữa Việt Nam và vẫn được Đảng Cứu Nguy Dân Tộc tiếp lực cho. Theo trang mạng của Bao Anh Ngữ KH Mơ Tim, hôm 29 tháng 7 năm 2015, Sam Gia In Si lại kêu gọi trên mạng Facebook cá nhân của ông rằng cần phải bêu xấu Việt Nam trên trường quốc tế vì Hà Nội đang rất cần sự hậu thuẫn của cộng đồng quốc tế để chống lại Trung Quốc trong các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Sam Gia In Si vì cho rằng Việt Nam đã ký kết Hiệp định Paris năm 1991, trong đó có cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia. Cho nên nếu bị kiện ra trước quốc tế vì lấn đất chắc chắn Việt Nam sẽ bị lên án lập luận chống Việt Nam của Đảng Cứu Nguy Dân Tộc. Ông Sam Gia In Si không có gì lạ về những nhận định của chuyên gia vào ngày 31 tháng 7 trên mạng của Viện Chính sách Quốc tế Úc thì chủ tịch của Đảng đối lập Campuchia có gần 2 thập niên truyền kích động tâm lý Việt Nam bằng nhiều chiêu bài, trong đó có vấn đề biên giới. Điều đáng ghi nhận lần này là trong lúc chính quyền Hun Sen cũng đã góp phần gây căng thẳng khi chính thức gửi công hàm phản đối của Việt Nam vi phạm biên giới và Campuchia cũng như sở vay riêng. Theo báo chí đó là vụ đào hồ gần các nông trại Việt Nam tại khu vực giáp danh tỉnh Lỵ, gần khu vực biên giới giáp tỉnh S vay riêng. Việt Nam đã cố gắng hòa giải, phía Campuchia đồng ý đáp ứng hầu hết các yêu cầu giúp cho nước này dịu bớt. Ngay từ khi vấn đề bùng lên, nhiều quan sát viên đã nêu lên khả năng có sự can dự của Trung Quốc vào vụ việc, làm cho tình hình biên giới Việt Nam-Campuchia căng thẳng. Trong bài viết đăng trên mạng báo Nhân Nhật Bản là ngày 10 tháng 7 năm 2010, về chuyến công du Bắc Kinh có Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc can thiệp, nhà phân tích đã ghi nhận sự kiện sau cuộc họp của ông Tiệp Anh và người đồng nhiệm Trung Quốc Thường Vạn Toàn và tướng Hứa Kỳ Lượng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, hai bên đã cam kết sẽ cải thiện quan hệ song phương quân sự và tiếp tục hỗ trợ các vấn đề chủ chốt liên quan đến lợi ích cốt lõi. Theo tác giả bài viết, cụm từ lợi ích cốt lõi từng được Trung Quốc sử dụng một cách quá đáng và đầy tính thách thức để nói về lập trường mới của Trung Quốc trên Biển Đông mà Campuchia hết lòng ủng hộ. Tuy nhiên, điểm đáng nói đây là sự nhấn mạnh đến việc hỗ trợ lợi ích cốt lõi của nhau. Người ta có thể tranh cãi về lợi ích cốt lõi của Campuchia là gì nhưng rõ ràng là chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ là một nhân tố đáng kể trong vấn đề biên giới đang nảy sinh đối với Việt Nam. Chắc chắn là một trong những lợi ích đáng kể. Nhờ vậy, theo nhà phân tích Ben Nan, khi cố tình giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa và nhanh chóng, các vấn đề biên giới do Campuchia thổi bùng lên. Việt Nam đã nghĩ đến khả năng bị Bắc Kinh giật dây và đang ngày càng chịu ảnh hưởng của Bắc Kinh nhờ vào những khoản đầu tư lớn từ Trung Quốc. Hà Nội sợ rằng Campuchia đang ngày càng trở nên vô cùng chịu ảnh hưởng mà đối với nhiều người gần như là một nước chư hầu của Trung Quốc có thể bị Trung Quốc thao túng để gây ra các vấn đề dọc khu vực biên giới Tây Nam của Việt Nam. Mối lo ngại đó đã dày dặn từ năm 2012 khi Anh cố tình ngăn chặn mọi sự đoàn kết của ASEAN nhằm chống lại hành động quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông. Việt Nam lo ngại là có thể cho tranh chấp biên giới leo thang để khiến cho Hà Nội phải phản nằm trong trường hợp xảy ra một sự cố nào đó đối với Trung Quốc trên Biển Đông. Trong một tình huống đó, Việt Nam có thể sẽ phải xung đột nóng với cả hai nước láng giềng trên hai mặt trận rất khác nhau. Báo chí Việt Nam dĩ nhiên sẽ rất ngại thái độ phục tùng Trung Quốc của Campuchia và phe đối lập lẫn chính quyền Hun Sen. Bài viết cảnh giác về bên thứ ba ở biên giới Tây Nam đang chiêm bao giáo dục Việt Nam. Hôm ngày 2 tháng 7 năm 2015 đã không mập mờ khi xác định rằng bên thứ ba đó không ai khác chính là Trung Quốc. Trong bài phân tích rất dài, tác giả nêu quan điểm là có nhiều động thái cho thấy rằng đã không còn che giấu thái độ phục tùng Trung Quốc, nhất là trong vấn đề Biển Đông, tờ Giáo dục Việt Nam ghi nhận. Chỉ riêng trong vòng vài tháng gần đây, những tiếng nói phụ họ bao che, ngụy biện cho tham vọng bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh trên khu vực ngày càng nhiều tại Campuchia. Gần đây nhất là phát ngôn Quốc vụ Khanh ngày 3 tháng 5, ông hộ lập trường đàm phán thay đổi của Trung Quốc gạt Mỹ ra khỏi Biển Đông ngày 4 tháng 5. Người phát ngôn của chính phủ Campuchia Phay Si Phan lại cáo buộc Mỹ gây rối trên Biển Đông và Hoa Kỳ đứng ngoài cuộc ngày 2 tháng 5. Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh tổ chức hội thảo về quan hệ quốc tế có sự tham gia của ông Vương Nghị.
Ngoại trưởng và Lý Nguyên Triều, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc tại đây, cố vấn tối cao của quốc vương Campuchia lại tiếp tục lên tiếng phụ họa với Bắc Kinh, đòi Mỹ Nhật rời khỏi khu vực Biển Đông. Đó là lý do tại sao cả hai nhà báo hôm 2 tháng 5 cho rằng trong những tuần qua, Hoa Kỳ công khai một số quan chức của đảng cầm quyền về vấn đề biên giới Việt Nam-Campuchia theo xu hướng ủng hộ. Quan điểm của phe đối lập đã cho thấy ảnh hưởng ngày càng sâu sắc, căng thẳng của Trung Quốc. Tìm hiểu thêm về vấn đề biên giới Việt Nam-Campuchia có vai trò đáng ngờ của Trung Quốc, một số ý kiến chuyên gia đã đồng thuận với nhận định nêu trên. Trong một thông tin có liên quan, nhiều nguồn tin cho biết, vào sáng hôm nay, bất ngờ xuất hiện hàng chục nghìn quân đội Campuchia ở khu vực biên giới Tây Nam. Quân đoàn 4 hành quân vội vã đến khu vực nêu trên để đánh chiếm Việt Nam. Diễn biến như thế nào chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe kênh Tin Mới TV của chúng tôi.